Đè đè, cho có chú công viên và đưa bịch gạo cho chú bưng đi. Chú nó dày thì đi đi. Còn mới bước xuống kìa. Bước xuống quá. Có mà dày thì bước xuống đi. Bước xuống quá được không chính? Được đi chú dễ. Sao vậy chứ dễ hơn đi ra. À, đi qua ghe qua đâu. Cầu này không biết cầu gì nữa. Cầu tre không phải cầu tre. Rồi qua được không? Đi đi không được đi đi xuống. Thì bạn. Chào cô. Trời tiếng mẹ ơi, chị ra ra là. Kìa, đầu tiên Quang Cho mới chào quý cô chú anh chị nhà Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay mình cũng có mặt ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay mình đến thăm một hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt. Đường đi thì rất là khó. Nãy giờ thì mấy huynh đệ cùng lò bộ vô một quãng đường cũng hơi xa xa. Thì hôm nay cũng có chút quà của chú Tư, Mạnh Thường Quân của chú Tư đây cũng tài trợ. Hôm nay mình cũng đến đây để hỗ trợ về mặt tiền. Hôm nay thì mấy huynh đệ tôi đã đến đây thì xin mời cô chú anh chị mình hãy cùng tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình của chú ở đây. Đây là địa phương ở đây thì chú Tư đây, chú gần thì chú giới thiệu nói lại chú. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Phật. Dạ, kính thưa nhà tài trợ Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước. Dạ, kính thưa quý vị đồng đạo. Hôm nay được biết là mình xuống là vô nhà của Lê Văn Hồng. Lê Văn Hồng 62 tuổi mà cũng nghe cái căn bệnh cũng là như che chở vậy đó, chứ sẵn là lo mai táng rồi đó, mà sao bây giờ cái khỏe là khỏe lại mà giờ thấy cái mà ngơ ngáo ngáo không biết gì chân á. Vậy thôi, Nam Mô Di Đà Phật. Thì hôm nay thì đoàn thiện nguyện này của chúng tôi á thì tới đây thì cho nên á thì nghe cái là Quân Tư Bé thì cho nên tới đây rồi thì đàng hoàng chân đường xá thì không, cái này không phải nói lên mà để mình ngại, không phải cái đường xá vô tới đây thì cũng quá quanh co, đi gồng tình dòng ganh ruộng không hà, thì cũng quyết tâm đi tới đây để thăm như vậy là cái gia đình của kêu chú Mười đây nè, không bệnh tật gì mà đàng hoàng chân không biết đó. Thì hôm nay thì đoàn giờ chúng tôi tới đây rồi thì xa xôi thì từ trên An Giang lận đó, thì cho nên xuống tới đây đó để biết cái hoàn cảnh, cũng nhờ cũng Quân Bé nè đó để dìu dắt vô đây để mình xem cái hoàn cảnh coi chú Mười như thế nào. Bây giờ xin phép là cô bác và theo đoàn chúng tôi để vô thăm mà Quân Mười. Dạ dạ, thưa mời. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Chủ nhà ơi, có nhà chủ nhà. Mô Phật chào chủ nhà. Dạ dạ. Mình ra gan cái bàn mà lại. Dạ. Nhà mình có đây có điện không? Dạ không có chú ơi. Có mua con gái nó mua cho cái mặt trời. Dạ. Hôm hổm nhà nước nó xuống coi mà nó nói đường xa xui quá kéo vô không nổi. Ừ. Dạ. Đâu mà mừng đâu rồi. Dạ. Ngồi được không chú? Dạ được. Lại ghế nào chơi. Ngồi ở góc này. Ngồi đi. Ngồi đây nè, đủ mực ơi. Dạ. Giỏi, đủ mực giỏi, ngoan nè, vô. Giỏi nha, đủ mực. Giỏi, ngồi xuống. Mình thấy ngồi xuống đủ mực. Vợ nuôi rất là cực khổ luôn. Đúng rồi. Nè. Con chăn giữ hoài để đi mà không có nghe lời được. Này ngồi đi chú đủ mực. Té như mực là không biết đường lên. Có chú là không kìa. Ngoan nha mực, ngoan ngồi xuống. Có chú là không kìa. Chú ngồi đi, chú ngồi xuống đi nè. Có mà anh em trong đoàn thiện nguyện tới đây nè. Đó. Cho nên là tới đây thăm chú Mười nè. Ngồi đi mực, ngồi. Giỏi đi mực. Ngồi đi mực. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống.
Rồi ngồi xuống chưa? Rồi. Ngồi nhé. Rồi, ngồi. Thì hôm nay cô bác thấy đó, bây giờ cũng như là cái quân 10 đây. Thì bây giờ bệnh hoạn. Đó, thì mà xin phép mà hỏi như vậy là thím hôm nay ông xã của thím bệnh lâu chưa? Dạ cũng như dồn đi dồn lại là ông mất trí nhớ 3 năm. 3 năm hả? Quên là 2 năm nay là ông quên luôn. Vậy đó. Hồi đó quên đi rồi khi ông đi trị bệnh ông nói không có bệnh gì hết. Thì bây giờ vậy đi, tôi thấy là vậy là quân 10 này là khó khăn thì cho nên mà vô trong đi. Để rồi thím ngồi đây nè. Để tôi hỏi thăm coi hoàn cảnh như thế nào. Ngồi xuống đi mừng. Ngồi được không? Mừng đi giỏi đi mừng giỏi ngoan, phải. Mừng ngoan nha, mời mua bánh cho mừng ăn nha, rồi. Giỏi. Thì hôm nay là nói với quân 10 về nha. Thì hôm nay tới đây rồi đoàn thiện nguyện tốt trên An Giang á, xa dữ lắm. Cũng nhờ cái quân tư này nè, đó, rồi chỉ mới vô đây thăm cái hoàn cảnh gia đình á, của là quân nhang, đó, thì hôm nay tới đây rồi, thì thấy cái hoàn cảnh gia đình á, của mà quân đó, thì cho nên á, quân mừ á, thì gặp có nhiều cái hoàn cảnh như thế này đó thiệt á, là thật sự là tôi tới đây là tôi thấy là tôi hơi xót xa chút xíu, thì cho nên bây giờ hoàn cảnh nghèo, nha, ai cũng muốn làm ăn khá giả, phải không thím, thì hôm nay tới đây rồi mà cái nhân viên cũng đưa đẩy, đó thì hôm nay cái đoàn á này trên An Giang xuống đây đàng hoàng trơn á với quân tư đây để ghé thăm cái thứ nhất nha, rồi á, phát quà quân tư cho phát quà đó cho một phần quà gạo đó, rồi bắt đầu đoàn trên An Giang xuống đây đó đàng hoàng trơn á để xíu á tìm hiểu xong đàng hoàng trơn cũng tặng tiền chút đỉnh gì đi nha, mạnh thường quân ủng hộ gửi đó. Thì bây giờ xin phép rồi hỏi thím như vậy là hoàn cảnh của mà chú bao lâu rồi, bệnh bao lâu rồi? Cũng như dồn đi dồn lại là 6 năm rồi á. Dạ 6 năm. Dạ 6 còn, năm rồi đó. Mà hồi từ 6 năm trở về trước đó ha. Cũng... Là bình thường phải không? Dạ 2 năm bình thường. Hồi trước ý nói hồi trước á, từ 6 năm trở đây á là dạ. Mới đây là bệnh. Dạ. Và từ 6 năm trở về trước đó. Dạ. Đó thì đàng hoàng trơn á dạ. Thì vẫn biết bình thường ha. Dạ. À, thì hôm nay không gì để tìm hiểu đàng hoàng trơn để biết cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh của chú đây thì cho nên đàng hoàng trơn nấu cho nó gành đó, chứ bây giờ hoàn cảnh khổ rồi, nội mình vô từ ngoài tuốt cái lỗ cái ngoài mà lội vô đây mà lội cái gồng tình bờ đây không à đó, thì hôm nay không phải ngại đường xá xa xôi gì đó, quyết tâm vô đây bị nghe quân tư nói nè, cũng quyết tâm vô đây để nhìn thấy cái hoàn cảnh khổ như thế nào đó. Thì như hôm nay á thì quân chính đây nè cũng hỏi thím chỗ này thì bây giờ như vậy á tình trạng á, là thuốc men rồi bệnh hoạn như thế nào đâu thím nói coi cho mà tất cả anh em trong đoàn biết. Thuốc á thì bác sĩ cho to là tới tháng mình lên xe đét mình lãnh như mình có tiền á thì mình mua thuốc thêm còn không có thì thôi Mô Phật như vậy bây giờ mình có bảo hiểm không? Dạ có nước cho bảo hiểm luôn. Rồi Mô Phật dạ. Thì hôm nay tới đây rồi thì nó cái hoàn cảnh vậy bây giờ thiệt quá khổ đó, mà như thường thường như vậy mình đi bệnh viện một lần mình chi phí tiền là bao nhiêu? Dạ đi có một lần 5 triệu. 5 triệu đi một lần như vậy có tính bảo hiểm luôn không hay là chích bảo hiểm rồi? Chích bảo hiểm rồi ạ. Chích bảo hiểm nhưng mà 5 triệu đó hả? 5 triệu hả? Dạ. Như vậy một tháng đi lần ha sao? Dạ đi có một lần tới nay luôn hả? Giờ không có tiền đi rồi bây giờ không có tiền đi nữa phải không? Tại vì bác sĩ nói cái bệnh này là chị không có hết. Giờ có tiền tỷ cũng không hết nữa. Chỉ là về lo nuôi ăn đầy đủ đó. Rồi sống với mình giờ chừng nào tới giờ đi à. Bây giờ xin phép nha. Dạ. Như thế này cho Quỳnh hỏi xíu. Như vậy á, hồi kỳ mà nhóm bệnh lên như thế nào? Dạ cái quên. Cái cơn bệnh á. Quên. Hổ thím á, hổ thím á. Dạ. Hổ thím á. Dạ. Như vậy là chú nhóm cơn bệnh lên như thế nào? Dạ không quên. Tự nhiên nghe còn bình thường nhóm bệnh lên rồi quên. Quên. Thí dụ có té hay có gì không hay là sao không? Dạ không có té gì hết trơn. Từ quên nè. Tôi mắc cứ quên vậy đó hả? Rồi bây giờ chỉ nghe là thím là vậy rồi thí dụ kêu ăn là ăn. Rồi uống thì uống. Rồi bây giờ hồi nãy tôi thấy mới tới đây nè. Tôi thấy chú đằng Hoàng Trân đi vòng đây mà nghe thím là chạy theo năn nỉ đó. Thì không nói thiệt cái này còn cực còn hơn đứa trong là cháu bé nữa. Đó. Nói nặng là không ăn. Vậy hả? Dạ. Trời ơi mình vậy làm sao mà không ăn? Bà xã cưng vậy là quý lắm rồi. Cho đồ ngon rồi. Thì ăn cờ rồi nói ồ nhỏ này bữa nay có tiền. Bữa nào mà cho ăn nước tương thì nói nhỏ này không có tiền. Vậy đó. Mà biết thím không? Dạ không biết. Không biết luôn hả? Dạ. Mà thím được mấy đứa cháu rồi? Dạ 2 đứa, gả 1 đứa còn 1 đứa. Dạ mô Phật.
Không gì đó, để nói cho cái hoàn cảnh của thím á, đàng hoàng trơn, để cho cô bác á, gần xa hoặc ở trong xã, trong huyện này mình nè, để đó, để anh em á, là trong đoàn này nè, thiện nguyện nè, đàng hoàng trơn á, để quay lên để cho cô bác hiểu được cái hoàn cảnh của cô chú đó, chú thím đó, thì cho nên đàng hoàng trơn á, để nói cho rõ ràng đó, cái hoàn cảnh như thế nào đó, thì từ bệnh đó rồi thím có làm gì mà để ra tiền được không? Dạ lúc hổm á thì lúc mà ông hổm ông chưa có chết sống lại á thì còn đi làm. Còn giờ ông sống lại rồi ông không nhớ gì trơn, chỉ ở nhà thôi. Thôi bây giờ nếu thím nói vậy thì gửi đầu khởi đầu là câu chuyện. Dạ. Như vậy là bệnh vậy rồi là kể như chết thì chết như thế nào? Như ông nằm ông ngủ hay bắt đầu ông là ông thất thở. Cất thở chừng tiếng hai tiếng hồ vậy đó. Rồi hay ông tỉnh lại. Ông tỉnh lại chừng 3-4 tiếng hồ nữa, ông làm cái nữa. Rồi ha, ông tỉnh lại. Ông tỉnh lại bắt đầu 4 cũng như chừng 2-3 tiếng nữa, ông làm cái nữa. Rồi ông chết. Ông chết hay ông sống? Sống hay 12 giờ trưa ha, ông làm cái nữa, ông chết. Má vô má hết hồn. Thế rồi ở trưa rồi mấy chú thấy vậy chở gạch chở rồi tính ổng bắt thở thiệt. Ai về ổng chưa cỡ chừng 3 giờ hay ổng tỉnh lại. Mà như vậy là như vậy nè, bị gì mình ở trong đồng ruộng nè. Xa xôi đó, cách đường xá đó nó xa rồi cô bác không hiểu. Chứ đáng lý ra mà nếu thí dụ mà chết thiệt rồi á thì mình phải biết bắt mạch, bị về vòng vòng mình ở trong đồng có biết ai. Đâu có biết chứ. Bởi vậy mà thấy nín thở tưởng đâu chết. Nhưng chân thủy vẫn còn nóng. Đó cho nên nhiều khi bây giờ nói thím chỗ này nè, bị á cái nhân viên nha, tôi dòm nãy giờ giờ mặt là chú này tôi hiểu, thì cho nên hôm nay vậy nè, bây giờ mình phải hôm nay là nói chỗ này nha là rõ ràng. Hôm nay á nhiều tiền kiếp trước mình biết sao nha, như hôm nay á sống như vậy nè để trang nghiệp đó, chính xác đó, thì cho nên là không khi nào mà chết được đó, thì tôi dòm mặt nãy giờ á là tôi hiểu như con cái nghiệp con trả nợ cho ông này. Đúng rồi, đúng đó, thì trên hôm nay á thì nói với thím chỗ này nha. Bây giờ cái nhân viên ai cũng phải hết, mà hôm nay mà nó thật sự trong cái đoàn chúng tôi tới đây nè, đó với Quỳnh Tư đây nè, hôm nay tôi biết, tôi nhìn người tôi biết, thì hôm nay tôi nói thiệt cho thím hãy gán vui vẻ nha, vui vẻ mà trả nghiệp đó. Chứ bây giờ người ta thì đàng hoàng trơn á, thì bây giờ mình á cũng là cũng không có phước nhiều nha. Hôm nay tôi nói thím của mình cũng hổm mà con khổ quá trời hay con khóc. Thế ông nói mày đừng có khóc. Ông cố của mày thiếu nợ ông cố tao. Rồi ông cố của tao bắt mày vô để trả nợ tao. Đó. Đó ông nói vậy hay con biết chính xác luôn á. Thì thôi vậy đi, mình vui vẻ nha. Vui vẻ bây giờ chăm sóc. Đó. Nhưng nói thật sự hôm nay nè, đó. Cũng như chú Mỹ đây nè, nó là không có chết được. Nó thực sự. Chưa có tới số. Chưa tới. Đó. Thì hôm nay thì thím là bà xã nha, hãy cố gắng vui vẻ trả nghiệp nha. Thì mình thấy cái hoàn cảnh mình nó quá khổ rồi. Đó bây giờ á cũng như là chú Sáu đây nè, chú Mười nè. Mà bây giờ á là như vậy lao động chính, hồi trước là lao động chính phải không? Dạ phải. Còn như hôm nay bệnh gì là trong vòng 6 năm nay, phải không? 6 năm hen. Cho nên như vậy đó, còn á mình thím bư vào mà để nuôi chồng. Phải không? Rồi thím được mấy đứa cháu rồi? Dạ hai đứa. Dạ mô Phật. Thì hôm nay tới đây rồi đó thì thấy cái hoàn cảnh đó, nó quá khổ đi đó, nó thấy thật sự đó. Cái công mà lội từ cái ở đầu lộ mà vô đây hen, không phải mình nó kể nha. Nó thiệt xứng đáng. Vô gặp thật sự đó, gia đình quá khổ đến mức đường cùng đó. Thì trên hôm nay á cái đoàn chúng tôi tới đây không gì cũng có nhờ cái mạnh thường quân nha. Đó thì cho nên á mạnh chơi mự giỏi đi, mự giỏi đi. Mạnh thường quân á, Quỳnh á đã đầu để ủng hộ cho số tiền. Để hôm nay thì cũng có người đại diện. Đó mạnh thường quân. Đó là cho nên để cho. Đây để cho đây nè. Đó để phát biểu. Con chào chú thím. Rồi nãy giờ cũng để chính Quỳnh chính thì cũng hỏi về cái hoàn cảnh của gia đình mình rồi. Vậy là mình tặng nè, tặng cho luôn, tặng cho luôn. Trời ơi, con gái biểu mẹ tập lắc một bình 5kg người ta được 20 cây, còn tôi không biết thắt cái tôi thắt 5kg mà có 18 cây rồi nó lỗ. Rồi nó mới đưa cho 5kg nữa đó. Vậy đó hả? Nó nói mẹ thắt sao mà được 20 cây á thì con cho mẹ thắt nữa.
còn thấy không nữa 20 cây mẹ nghỉ đi. Làm sao? Ở như mình mua dây rồi về mình thắt cái mình bán cho người ta. Tặng luôn, tặng luôn. Tặng luôn. Dạ. Tặng luôn, cái này đem rồi tặng. Cái này đâu có đi kiếm nữa. Đem gạo này tặng đúng cho Mười nè. Mình chia hai đem với mình tặng đó. Cho Mười. Đó dùng. Mà người ta thắt đẹp người ta bán 13, còn tôi thắt xấu quá có 12.000 Vậy hả? Rồi như vậy là người ta lại đem lục bình sẵn cái mướn. Cái này mình mua. Mình mua hả? Dạ. Mình mua về mình đánh. Còn sao có duyên với Quỳnh không? Nếu có duyên. Cái sao ở không không được, ở không thì nó bệnh. Ở không thì nó bệnh nè. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi Thiếm? Năm nay nhiêu tuổi rồi đó? 62. Không có nhớ hả? Tôi năm nay 56 tuổi mùi á. Rồi, bưng gạo nha. À, đấy đi. 57. Cái gì? Không chịu buông tay hả? 57 tuổi mùi. Ai cũng thay mặt anh Mạnh Thường Vương Quỳnh nè, cũng gửi cho gia đình mình một số tiền để mình như trang trải trong cuộc sống hàng ngày á. Dạ. Và thuốc men cho chú đây. Dạ. Đâu lật tay lại coi, lật tay lại coi. Nè nè bắt tay phải lật tay gì nè. Đó mới phải, lật tay lên gì nè. Chưa lên tay gì nè. Hả? Sao? Này cũng như là cũng như tiền lại đi cũng như đi chợ duyên để mình chia sẻ cái hoàn cảnh mình lên đó. Dạ. Để cho cộng đồng mạng cô chú Mạnh Thường Quân để xem cái clip này là hoàn cảnh mình đó. Dạ. Có giúp đỡ cho mình thêm không? Dạ. Rồi, đây là cũng như số tiền để đi chợ duyên thôi. Dạ. Chỗ này nè nó một chỗ có anh Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Quỳnh. Dạ. Thì gửi cho Thiếm. Dạ. Tôi không biết gì, tôi không có lời lẽ, vậy tôi cảm ơn đội Thường Quân. Tại vì cái kênh cho đời bình yên thì còn rất nhỏ mới làm đây thôi. Dạ. Chưa có Mạnh Thường Quân biết tới nhiều. Dạ. Chỉ có anh Mạnh Thường Quân Quỳnh anh biết. Dạ. Anh hỗ trợ tiền để đi gieo duyên. Dạ. Cô chú anh chị mình quay lên đó để gặp được những Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để hỗ trợ cho mình tiếp tục. Dạ. Thì con cảm ơn. Vì cũng cái tôi cũng thay mặt cho mà tôi cũng hôm nay cũng thay mặt cho mà cái chị hai bán giải ở chợ Bình Tiên là cũng tặng cho gia đình chú Thiếm Mừ một phần quà ha để mà lấy thiểu với chị hai bán giải ở chợ Bình Tiên. Thì cũng gia đình dán nhớ niệm Phật nha. Dạ. Dạ, dán niệm Phật. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Con cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Thì bây giờ nói với Thiếm Mười như thế này nha. Dạ. Thì tất cả thì anh em trong đoàn đây. Đó, thì cho nên tới đây rồi cũng có Mạnh Thường Quân tài trợ rồi đó. Dạ. Để cho nó rồi. Thì hôm nay thì nói với Thiếm vậy. Dạ. Thì bây giờ Thiếm thì còn khỏe nha, còn tỉnh. Dạ. Thì hãy gán niệm Phật đi. Dạ. Đó, để mình trả hết nghiệp. Dạ. Đó. Chứ bây giờ cái nghiệp đó trước mắt mình mà chính Thiếm vẫn biết vậy đó. Cái nghiệp đã tới như vậy rồi. Dạ, cái nghiệp con nặng dữ lắm. Bởi vậy cho nên hôm nay đó thì anh em tuốt trên An Giang lại xuống tới đây cũng nghe Quỳnh Tư này đó là cũng cho hay cái hoàn cảnh của Thiếm á. Thì cho nên hôm nay cũng rất là nhiệt tình. Đó, để đi tới nhà. Đó, để coi khảo sát các bạn cho ngợn. Con ăn tương giấc sáng hay giấc chiều, con không ăn tương không được là giờ bọn chưa có duyên hả? Bây giờ vậy nè, bây giờ mình hầm mình gán niệm Phật. Gán niệm Phật. Gán niệm Phật, tại cái nghiệp mình gán niệm Phật. Cái nghiệp mình. Niệm Tiêu Di Đà tăng chứ nghiệp là cái nghiệp mình gán niệm Phật. Đúng rồi. Niệm hoài là bắt đầu là mình ăn được. Ờ, ăn được. Là cái nghiệp nó tan. Nó tan. Là mình ăn được. Gán niệm Phật bây giờ mình sớm với chiều mình cúng lại nha. Dạ. Cúng lại về niệm Phật. Dạ. Thì từ cái nghiệp mình nó sẽ dạt ra, tan bớt rồi mình niệm Phật được. Dạ. Giờ ăn chay được. Dạ. Đó. Thì cũng cái do cái nghiệp mình nặng. Đúng quá rồi, nặng quá nặng. Quá nặng nhưng mà ăn chay mà sáng ăn được, chiều ăn không được. Chiều ăn không vô, được. Vô cái nghiệp quá nặng luôn. Quá nặng. Ví dụ là ông chồng ông xã mình bệnh như vậy cũng do cái nghiệp nữa. Ừ. Do nghiệp thành ra mình cũng gán niệm Phật nha. Niệm Tiêu Di Đà tăng cho nghiệp gián gián niệm Phật. Cũng như mấy cái người mà bệnh lâu hơn ổng mà người ta nói Mừ ơi mày đi trị bệnh đi. Nó nói ổng mới trả lời mày lo mày đi. Chừng tháng sau mày chết hết á. Thì tháng sau chết trơn còn mình ổng. Chứ tôi thấy mà Thiếm đây nuôi chú Mừ là cũng rất là cực, theo giữ hoài. Đi lọt cái mương dưới sông là đúng rồi. Chết. Trời ơi mà ổng kéo lên ngồi ổng khóc luôn á.
quá quá cực luôn, nuôi thì, còn hơn nuôi em bé nhỏ. Quá chừng cực luôn. Quá cực luôn. Thì ông đi vậy đi tấu ngày. Nói nhiều thôi hả? Điện thoại đừng... Nói gì mà nhỏ nhỏ không có nghe. Nhớ số điện thoại không? Đọc số điện thoại. Không được. Không có nhớ. Đọc lớn lên đi. 090 757 557 3 1 0. Đọc lại quận đó đi. Đọc lại quận đọc từ chữ từ chữ á. Đọc từ chữ luôn. 0 9 0 7 5 7 3 1 0 0. Dạ, Nam Mô Phật. Cái số điện thoại là tên gì? Nguyễn Nguyễn Kim Văn. Nói luôn, nói luôn. Điểm dừng, ấp Phú Thạnh. Mình ở đây ấp gì, xã gì đó, mình nói ra luôn để cô chú có thể liên hệ với mình. Ấp Phú Thạnh. Xã Phú Long. Xã Phú Long. Huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành. Tỉnh Đồng Tháp. Tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Thì cũng như hôm nay cũng như chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình mình lên gì đó. Thì tiếp có lời gì để nói với cô chú Mạnh Thường Quân? Tôi thì tôi không có lời lẽ gì, cảnh xa tôi lời lẽ tôi không có. Vậy là tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân Quỳnh, Mạnh Thường Quân Quỳnh cho tôi số tiền này, tôi cảm ơn thật nhiều, giúp đỡ tôi là tôi cảm ơn lắm. Ở là gần xa phù hộ cho vợ, giúp đỡ vợ chồng tôi cảm ơn thật nhiều. Dạ, có anh phù hộ gì giúp đỡ vợ chồng tôi, có tiền trị bệnh cho chồng tôi. Rồi bây giờ gì nói lại mình nói gì được không? Không có, tại vì hồi đó tới giờ tôi không có nói. Hồi trước cơ thím học lớp mấy? Không có học gì hết trơn á. Tại vì cha tôi qua đời rồi tôi ở với nội, ở với cô bác gì đó. Kính thưa quý vị, thấy cái hoàn cảnh gia đình ông xã thì nó bệnh mà như vậy. Thì thím mừ thì vợ của cái người bệnh nó cũng quá khờ nha quý vị. Vợ quý vị cũng là thông cảm. Dạ. Không cảm quý vị. Dạ, cái hoàn cảnh này thiệt là khó khăn mà hai người thiệt là cũng khờ. Nói ra là sống với nội ngoại có chồng. Mình ở đây là giữa đồng luôn. Giữa đồng mà. Quý vị là cái nhà này là mình thấy là cũng nó siêu xẹo hết đó quý vị. Là cây là nó cũng ông hổm mà nhà nước cho con liệt sĩ 60 triệu bù vô 40 triệu đâu bù vô. Rồi hơi gửi lại 4 triệu rồi mà có một bộ ăn không có ăn bởi vì không có một bộ rồi thôi giờ cho tôi cuốn cái nền giả đi, không chịu nữa. Bởi vậy rồi thôi gửi lại chừng nào có tiền, biết chừng nào có tiền. Thì hôm nay là như thế này nghe, thì cái đoàn thiện nguyện tới đây rồi nghe thím mời. Thì hôm nay thì tôi cũng thay mặt thím nha. Bởi vì thím thì nó thiệt thật sự không có lời dạ lẽ. Thì cho nên hôm nay á tôi xin phép đại diện thím nha, thì ông nói như vậy. Bây giờ cô bác á, anh chị em trên cộng đồng mạng đó, thì trong nước và ngoài nước. Thì cái gặp gia đình như thế này rồi đó, nó quá khổ rồi tới mức đường cùng. Thì hôm nay á thì chồng á thì bệnh không mất trí nhớ. Còn bà xã thứ 10 đây, đó như vậy đó là khờ hồi nào chưa có học. Đó, cả như mù chữ đó. Bà vợ chồng bả thì trên hôm nay á cũng hôm nay là cũng nhờ quá trời không biết nói dốc nó láo nữa. Cũng như hôm nay nhờ á là Mạnh Thường Quân nha, trong nước và ngoài nước, và hôm nay thì có mà huynh là huynh Quỳnh cũng có ủng hộ, có số tiền vậy đó là 1 triệu. Đó thì hôm nay tới giao cho thím rồi đó. Rồi bây giờ là huynh Tư nè. Đó, rồi cái nhà tài trợ nào đó cũng giao xong gạo. Và có một phần quà. Đó, tiền đó. Cái phần gạo với cái hồng quỳ là của chị Hai Sang. Bán giải ở chợ Bình Tiên nha. Và cũng chia sẻ gửi cho một phần quà để chú thím gieo duyên. Thì cũng thay mặt anh Quỳnh cũng trích số tiền của anh gửi, cũng thay mặt gia đình chú thím đây cảm ơn anh rất nhiều, và cũng chúc cho anh được nhiều sức khỏe để anh đi làm việc thiện nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho nhiều người. Thành thật cảm ơn, và cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng thật nhiều sức khỏe để chung tay với mình để giúp đỡ những hoàn cảnh đang gặp khó khăn như đau ốm bệnh tật.
Cảm ơn và cũng cảm ơn cô chú đã gửi gạo cho gia đình của thím đây. Cũng thay mặt chú bé và thành thật cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Một lần nữa thì cũng chúc chú ý cô chú anh chị rất nhiều sức khỏe. Vừa qua đã xem cái kênh của mình. Cô chú nào chưa có đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip mình mới ra để đi giúp đỡ cho cô chú anh chị đang gặp khó khăn. Xin thành thật cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.